Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với Thiên Hà Audio, điểm đến của người yêu nhạc. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những sản phẩm dây dẫn chất lượng cao đến từ hãng Analysis Plus. Đây là một hãng dây được thành lập năm 1993 tại Hoa Kỳ. Và tính đến nay thì hãng đã làm được rất nhiều model dây hợp lý trong các cái mức giá thành khác nhau, và chủ yếu là hướng đến những người chơi những cái bộ dàn bình dân và những cái bộ dàn cao cấp vừa phải. Và dây của hãng không những có chất lượng tốt mà có giá thành phải gọi là rẻ khi so với các hãng khác, và nhất là được sản xuất tại Hoa Kỳ. Và mình đang có trên tay đây là dây Cooper Ovan có độ dài là 1 mét. Đây là cặp dây tín hiệu, cặp dây ba lăng, nó sử dụng đầu jack chuẩn kết nối XLR, và đương nhiên rồi, nó được sản xuất tại Hoa Kỳ với dòng chữ Made in USA. Đây, quý vị các bạn có thể quan sát kỹ hơn. Tên dây Analysis Plus Cooper Ovan Inc. Made in USA. Và đó cũng là chiều của dây, chiều của chữ là chiều của dây cắm luôn. Đầu jack kết nối thì mình thấy là chắc chắn, và những cái phần gen, ống gen như này được làm hoàn thiện rất là tốt. Dòng chữ rất là sắc nét rõ ràng. Đây là dây chính hãng hoàn toàn. Và cảm quan thì mình thấy dây của Analysis thì luôn đem lại một cái cảm giác tin cậy khi người dùng cầm lên trên tay. Và quý vị các bạn cũng nên biết là khi chúng ta kết nối bằng cái chuẩn ba lăng thì sẽ đem lại được cái chất lượng âm thanh là rất là tốt, vì nó có thêm một cái chân nữa là cái chân địa. Đây, ngoài âm dương chúng ta có thể thấy đây là một cái chân địa. Khi bộ dàn được tiếp địa tốt thì cắm dây ba lăng cũng sẽ đem lại cái chất lượng âm thanh là sạch sẽ hơn. Và ngoài ra thì dây ba lăng thì sẽ cho âm thanh lớn hơn so với cái dây chuẩn đầu jack kết nối là RCA. Nó sẽ cho âm thanh có phần là mạnh và lớn hơn một chút, sẽ đem đến cái độ lợi tín hiệu tốt hơn. Và với mức cái giá thành là 7 triệu và đang được khuyến mại còn 6 triệu tư tại Thiên Hà Audio, thì đây là một cái sự lựa chọn phải gọi là rất tuyệt vời để dùng với những bộ dàn có tầm giá khoảng vài chục triệu. Thậm chí đến những bộ dàn có giá khoảng 100 triệu thì dây Cooper Ovan của Analysis vẫn là một sự lựa chọn rất là tối ưu. Đây, và chúng tôi còn rất nhiều bộ sản phẩm nữa và sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị các bạn trong những clip sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.